xin chào các bạn mình là đức minh bên công ty nhôm đúc nam định hôm nay thì đức minh sẽ gửi tới quý vị cái thiết kế độc đáo của cổng nhà chùa kết hợp với phần cổng nhôm đúc thông thường thì các bạn đã hình dung về những cái bộ cổng tam quan rất là đẹp ở trong các cái đền chùa cũ và khi mà xây dựng những cái phần đền chùa mới hoặc là phần cải tạo thì cũng rất nhiều cái kiến trúc cổ được giữ nguyên ví dụ như là cái cổng tam quan ở cổng tam quan thì có gồm có một cổng chính ở giữa và hai cổng phụ ở hai bên thì do cái đặc điểm về địa hình vị trí địa lý thì cái kích thước của các cái cổng tam quan có thể là khác nhau tùy theo cái diện tích bề mặt của cái không gian của chùa hoặc của đền ví dụ như ở đây thì ở cái cổng chính ở đây của cái ngôi chùa này thì là có cái chiều rộng là 3 mét là hai và cái phần cổng phụ thì lại có cái chiều rộng là một mét tám đấy đấy là do cái điều kiện về cái vị trí cụ thể đấy, mặt bằng cụ thể thì sẽ có các cái phần khác nhau nhưng về cơ bản thì vẫn giữ nguyên được về phần uh, mái ở phía bên trên cũng như là hai cái mái phụ ở phía hai bên và ở đây thì uh, ngôi chùa này kết hợp cái phần cổng nhôm đúc để mà trang trí cho uh, phần ngoại thất của ngôi chùa ở đây về phần cổng thì sử sử dụng chủ yếu các cái họa tiết rất là quen thuộc đó là cái uh, chữ vạn bên cạnh đó là những bông sen được cách điệu. Bông sen ở đây thì chúng tôi cách điệu làm hai phần. Một là phần cánh sen ở phía dưới huỳnh đã được cách điệu và dạng hình bàn tay đang cong lại và phía bên trên là những cái họa tiết hoa. Thì ở đây có hoa sen, có lá sen và có nụ sen cũng như là các cái thân sen đã được chúng tôi thiết kế rất là mềm mại ở trong bộ cổng này. Đấy, còn lui lên trên phía phần mái của cổng thì uh, được trang trí bằng những cái phần cột bê tông và sơn màu giả gỗ rất là đẹp. Uh, có thể nói uh, gần đây thì cái kiến trúc cổng tam quan kết hợp với uh, cổng nhôm đúc thì được sử dụng rất là rộng rãi trong các cái không gian ngoại thất của đền và chùa. Ở đây thì uh, chúng tôi là công ty nhôm đúc cho nên là uh, tất cả các cái uh, thiết kế này thì chúng tôi đều có thể làm được với các cái kích thước khác nhau ví dụ như là tùy mặt bằng có thể là làm to hơn nhỏ hơn thì là bên công ty nhôm đúc nam định đều có thể làm được à, quý vị mà quan tâm đến những cái mẫu cổng như thế này thì hãy liên hệ với công ty nhôm đúc nam định theo số hotline là 0946 266 860